Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các sư cô, trong chuyên đề bài 10 chúng ta học về kinh tế từ cái nhìn của Đức Phật. Đây là một trong những chuyên đề trọng yếu của triết học chính trị và xã hội. Thường ít khi các tu sĩ và Phật tử đề cập đến kinh tế Phật giáo. Đang khi trong kinh Tạng Pali đó, những lời dạy về kinh tế đó không phải là ít. Nhưng vì chúng ta có khuynh hướng đi theo Phật giáo Trung Quốc, cho nên những vấn đề phân tích lời Phật dạy từ góc độ xã hội, trong đó có kinh tế đó, ít khi được chúng ta quan tâm. Và trải qua 2000 năm đó, và theo khuynh hướng này đó, cuối cùng mà chúng ta chỉ chọn lựa một vài bài kinh tín ngưỡng thôi, bỏ đi hầu hết các bài kinh còn lại, từ đó không làm nổi bật được những gì mà Đức Phật đã đóng góp cho xã hội. Mặc dầu Đức Phật không phải là nhà kinh tế hay nhà cách mạng kinh tế, nhưng lời Phật dạy có đề cập đến những khía cạnh đạo đức của kinh tế học đó, đã trở thành những dữ liệu khảo cứu rất quan trọng đối với các học giả trên toàn cầu về lĩnh vực này. Vì Đức Phật chưa từng giảng một bài kinh chuyên về kinh tế, cho nên những lời dạy của Đức Phật liên hệ đến kinh tế chẳng qua là những chỉ dẫn, những quy định liên quan đến rất nhiều các khía cạnh đặc biệt của kinh tế mà ngày nay tính thích ứng của nó vẫn còn hiện hành. Cho nên đặt lời Phật dạy trong bối cảnh kinh tế học hiện đại đó, chúng ta có nhiều điều lý thú để khảo cứu. Một trong những lời dạy quan trọng của Đức Phật liên hệ đến kinh tế đó, đó là bốn nhu cầu Paccaya: nhu cầu ăn, nhu cầu mặc, nhu cầu ở và nhu cầu thuốc trị liệu. Hầu như là con người sống bị lệ thuộc vào bốn nhu cầu này. Các đánh giá về chỉ số hạnh phúc của con người trên hành tinh đều có liên hệ đến cái tiêu chuẩn ăn mặc ở và trị liệu thuốc thang. Do đó việc tìm hiểu các ngành học hiện đại dưới góc độ so sánh với lời Phật dạy, đồng thời biến chúng trở thành những công cụ để khảo cứu về Phật giáo đó, chúng ta sẽ phát hiện ra rất nhiều điều 26 thế kỷ trước đó, Đức Phật đã đề cập rồi. Đang khi chúng ta khó có thể phát hiện ra những điều tương tự trong kinh thánh của các tôn giáo khác. Về chuyên đề kinh tế Phật giáo, chúng ta lần lượt khảo cứu những vấn đề trọng tâm như sau. Vấn đề 1: hai loại của cải
vật chất và tinh thần. Số 1, tài sản vật chất. Trong kinh Tăng Chi tập 4 trang 5, Đức Phật đã khẳng định rằng là các vị tăng sĩ không nên bận tâm hoặc vướng dính đến các khía cạnh của vật chất, cũng không nên bận tâm đến việc tích lũy thông qua các loại hình kinh doanh liên hệ đến lợi nhuận vật chất. Điều mà Ngài khích lệ tất cả các vị tăng sĩ nhắm đến đó là hãy quan tâm đến tài sản tâm linh để có cơ hội đạt được các tiến bộ về tinh thần. Như vậy đối với người tại gia đó thì việc quan tâm đến tiến bộ vật chất là không thể thiếu. Chứ Đức Phật không hề dạy cái dạng mà tu rục tu rị suốt ngày chỉ biết niệm Phật lại Phật không. Hiện nay đó là đại đa số các Phật tử chúng ta bị rơi vào tình trạng này. Cho nên ở Ấn Độ hiện nay họ đang có chiêu bài chống phá đạo Phật và khuyến dụ những người là Phật tử từ bỏ đạo Phật đó bằng cách nói thế này: ai muốn trở nên nghèo khó bằng cùng thì hãy nên là Phật tử. Tại hiện nay đó cái xu thế quy tập thể ở Ấn Độ đó chỉ diễn ra đối với những người thuộc giai cấp cùng đinh, và suốt ngày các Phật tử mình không có làm những cái chuyện gì quan trọng hơn, cho nên á xã hội có cái nhìn rất sai về đạo Phật. Đạo Phật đào tạo ra những con người chỉ biết có chừng đó các công việc đó, và đang ghi lời Phật dạy thì nó cao cấp hơn nhiều lắm. Dĩ nhiên trong quá trình là mưu cầu hạnh phúc qua tiện ích vật chất đó thì đạo Phật khích lệ người tại gia đó không nên lầm nhận vật chất là cứu kính của cuộc sống. Đức Phật khích lệ các hình thức hợp pháp trong nghề nghiệp để nhằm tạo ra được sở hữu tài sản. Và điều này đó vừa một mặt đó mang lại những giá trị cao quý cho bản thân, và đồng thời đó góp phần chia sẻ các sở hữu hợp pháp đó đối với các vấn đề bất hạnh và kém may mắn. Cho nên là sở hữu nhiều tài sản không có nghĩa là sở hữu được một đời sống bình an. Bằng chứng là rất nhiều người thụ hưởng các cái sở hữu vật chất và tiện ích xã hội nhưng vẫn không là người được hạnh phúc. Lý do được nêu ra trong kinh Tăng Chi là vì họ thiếu tài sản trí tuệ, là trí tuệ mà được đẳng thức với tài sản thì rõ ràng đó là một cái đóng góp rất là to lớn của Đức Phật. Ngoài ra cũng trong bài kinh vừa nêu, Đức Phật đề cập đến cái nỗi khổ tâm của những người sở hữu tài sản. Khổ tâm lớn nhất của họ là nô lệ tâm lý vào tài sản, cất giấu tài sản và đòi hỏi sự thỏa mãn khoái lạc giác quan trên tài sản. Nó này nó như là những cái mắt xích đó, nó tác động ảnh hưởng đến nhau một cách rất là thường tình đó. Một người không có tài sản bao gồm động sản bất động sản trên tay về phương diện pháp lý đó thì nằm xuống có thể ngủ, ăn á là có thể nhai được liền. Còn người sở hữu quá nhiều đó thì nằm xuống sợ mất, nhai cơm mà vẫn còn phải canh cánh lo lắng về chúng. Thế đạo Phật đó thì của kẻ vật chất là pháp duyên sinh, không thể đảm bảo được sự thỏa mãn đối với người sở hữu nó.
tính vô thường của pháp duyên sinh là rất cao, cho nên tài sản vật chất đó bị ảnh hưởng và chi phối cũng là rất lớn. Do đó thái độ tâm lý bám chấp hay là nô lệ vào tài sản vật chất đó, dẫn đến sự ràng buộc về tâm lý và khổ đau là điều chắc chắn diễn ra. Ở đây đó thì Đức Phật cho chúng ta thấy là giá trị của tài sản vật chất là mang lại các hạnh phúc giác quan. Và Đức Phật cũng phân tích cho chúng ta thấy là những giới hạn của chúng, để khi mình sở hữu chúng đó, chúng ta sở hữu một cách khôn ngoan và sử dụng chúng đó một cách có mục đích cao quý. Một bài kệ Pháp Cú có nội dung phân tích cho chúng ta về tài sản làm lợi ích cho xã hội, và nếu như là nó được sử dụng một cách có giá trị bởi người trí, nhưng đối với người ngu thì tài sản có thể trở thành một chướng ngại vật vì họ bị nô lệ vào nó, bị trói buộc vào nó và bị nó sai sử. Như vậy là ở câu kinh này đó thì việc sử dụng tài sản như thế nào mới là quan trọng, còn tự thân của việc sở hữu tài sản đó là chuyện bình thường đó đối với người tại gia. Nói cách khác là cho đến khi nào chúng ta sai lầm về chấp thủ đối với các tài sản, trở nên bủn xỉn, keo kiệt, thì lúc đó đó tài sản sở hữu sẽ trở thành là một rắc rối. Thì lúc nào chúng ta vẫn còn bị chấp tranh chấp các quyền lệ về những tài sản một cách phi pháp, thì cho đến lúc đó đó việc sở hữu tài sản của chúng ta đó được xem là không có lệ lạc. Còn đạo đức và trí tuệ đó là hai loại tài sản tâm linh rất cần thiết cho việc mang lại hạnh phúc của con người. Số 2, tài sản tâm linh. Đây là khái niệm và nội dung được Đức Phật giảng dạy trong kinh Trường Bộ tập 3, trang 163 và trang 267. Vì thấy rất rõ là của cải vật chất không đảm bảo được hạnh phúc chân thực, nên Đức Phật trong bài kinh vừa nêu đó kêu gọi các đệ tử của Ngài, ngoài việc sở hữu vật chất, hãy nỗ lực sở hữu cho bằng được các tài sản tâm linh, và trong tiếng Pali gọi là Ariya Dana, Hán dịch là thánh tài, Dana là sở hữu tài sản hay là tài sản vật chất. Ariya là thánh thiên, cao quý, có giá trị. Tài sản thánh đó là một khái niệm được Đức Phật sử dụng trong kinh Trường Bộ để chỉ cho việc sở hữu các nhân cách cao quý. Và khi con người sở hữu được các nhân cách này đó, thì con người sẽ biết cách sử dụng một những sở hữu tài sản vật chất của mình rất là hợp lý, và nó có những được có được những cái giá trị cao quý từ việc sử dụng hợp pháp này. Và những tài sản đó bao gồm tài sản niềm tin, tài sản đạo đức, tài sản hổ thẹn cá nhân, tài sản hổ thẹn xã hội, tài sản kiến thức hay là tài sản Phật pháp, tài sản buông xả, tức là tâm rộng lượng, lòng vị tha, và tài sản trí tuệ. Thì trong nguyên ngữ Pali đó, sau từng loại tài sản, Đức Phật đã dùng cái khái niệm Dana hết, tức là xem niềm tin là một tài sản, đạo đức là một tài sản, và
năm điều còn lại cũng được ứng xử tương tự. Nói về nghệ thuật chơi chữ thì có lẽ Đức Phật là người rất sáng tạo. Và cái chơi chữ đây không phải là cái thuật chơi chữ giống như là ngoài xã hội, mà là cái cách mà Đức Phật đã sử dụng các dữ liệu xã hội để làm nổi bật được những giá trị cao quý mà con người hầu như là không quan tâm đến, không có hướng tâm về đó. Bảy đứa tính này bất kỳ ai sở hữu được đó đều có thể trở thành một bậc thánh. Bây giờ nếu chúng ta lấy hệ tiêu chí 7 điều liên hệ đến 7 tài sản tâm linh thì Phật tử tại gia ngày nay đó chỉ được một phần nhỏ của tính tài, của giới tài, của tàm quý tài. Riêng về văn tài và tuệ tài đó, tức là tài sản chánh pháp, tức là học rộng hiểu nhiều, tài sản trí tuệ, đó là đỉnh cao của việc thực tập, hầu như Phật tử tại gia không có. Và tương tự nếu chúng ta lấy cái hệ quy chiếu này đó áp dụng đó thì tăng ni đó chúng ta cũng bị thiếu cái văn tài và tuệ tài. Ngoài trừ những tăng ni được học Phật đến tính chốn và những tăng ni tự học do không có điều kiện đến trường Phật học để học, thì việc ôn lại đoạn kinh này đó cho chúng ta một nhận thức về tính trách nhiệm mà các tu sĩ cần phải nỗ lực chính mình để không phụ lòng Đức Phật. Chúng ta phải sở hữu được cái tài sản Phật pháp và sở hữu được là tài sản trí tuệ. Cũng trong bài kinh vừa nêu, Đức Phật khẳng định 7 tài sản thánh không thể bị tước đoạt đi, không thể bị cái gì làm hư hoại. Ai sở hữu đó, sở hữu chúng, thân tâm được an lạc và thân tâm được phong phú. Một tu sĩ Phật giáo sở hữu được 7 loại tài sản thánh này đó là làm các Phật sự ở đâu cũng thành công. Đối với tài sản thứ 6 tức là thí tài, nếu tu sĩ Phật giáo vận dụng một cách nhuần nhuyễn về loại tài sản này đó thì việc làm đạo sẽ giúp cho người đó đó mở rộng được Phật pháp cho những người chưa hiểu Phật pháp, tức là thông qua từ thiện đấy, đem từ thiện đến vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Nguyên. Và trước khi trao tặng tài sản vật chất đó thì hướng dẫn họ về đời sống tinh thần. Đây là cách mà các tôn giáo khác, đặc biệt là Tin Lành, làm rất thành công. Vấn đề 2, phương thức tạo ra của cải. Chưa bao giờ ở một đoạn kinh nào Đức Phật xem của cải là một điều xấu hay là cứu cánh trong đời thanh của nó. Trong phần 1 chúng ta đã điểm qua thái độ của Đức Phật về tài sản, rằng xem nó như là một công cụ thôi, tùy thuộc hoàn toàn vào phương cách chúng ta tạo ra tài sản và mục đích sử dụng chúng. Của cải theo quan điểm của Đức Phật đó, trong tình huống này mới được quan niệm là đáng được khích lệ hay là bị lên án. Ví dụ như ai tham gia các phương thức tạo tài sản trái với luật pháp, tức là tà mệnh, thì việc sở hữu tài sản đó được xem là hợp pháp về luật, về pháp lý, nhưng không hợp đạo đức về phương diện tâm linh, và do đó đáng bị lên án. Tương tự, Đức Phật cũng không hề quan trọng quá rằng là chúng ta
có bao nhiêu loại tài sản. Mà Đức Phật dạy chúng ta cần phải quan tâm là việc chúng ta có tài sản đó như thế nào mới là quan trọng. Nên nó đến cái cách thức chúng ta đạt được. Cách thức thì nó liên hệ đến luật pháp và đạo đức. Và đồng thời đó, cách thức chúng ta sử dụng tài sản như thế nào mới là quan trọng. Trong số 7 tỷ người trên hành tinh, ít nhất là có trên 3 tỷ rưỡi người là sở hữu tài sản. Nhưng mà không phải người nào cũng sử dụng tài sản một cách khôn ngoan. Trong Kinh Tăng Chi đó thì Đức Phật đề cập đến việc phát triển điền sản, tức là những sản lượng nông nghiệp. Vì thời xưa đó, cái nền nông nghiệp ngự trị và chi phối đời sống sinh hoạt của người Ấn Độ cổ đại, và cũng dựa vào việc đầu tư điền sản và việc tạo ra của cải, ngũ cốc, người bạn đời, con cái, người làm công và các số vật được liệt vào 10 sự phát triển mà một người đệ tử của Đức Phật được xem là chân chính và cao quý đó, nên cố gắng để hoàn thiện mình. Có nghĩa là Đức Phật khích lệ việc sở hữu tài sản, chứ không phải là Đức Phật cấm chúng ta không được đầu tư vào tài sản, ngoài trừ là người xuất gia. Vì người xuất gia theo bối cảnh văn hóa của Ấn Độ đó, chỉ làm công việc chuyên tu thôi, không làm kinh tế, không đụng đến các cái loại hình kinh tế, không được làm nông nghiệp, không được nhóm biết. Cái công việc duy nhất của họ đó là tâm linh thôi. Do đó đề cập đến phương thức tạo ra thu cải đó, thì Đức Phật đề nghị đó là phương thức hợp với luật pháp và phương thức hợp với đạo đức. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy là dầu lệ người mình bao nhiêu, không quên phần tự lệ. Và dầu làm cho mọi người hay là làm cho bản thân mình động cơ có cao quý gì đi nữa, nhớ là đừng dính vào, đừng dướng kẹt vào các điều xấu ác. Và cũng trong Pháp Cú, Đức Phật lại khẳng định không vì con cái, gia đình, bạn bè, quốc gia mà làm những điều phạm pháp, cũng không nên thành công bằng những phương tiện bất thiện. Người như thế được xem là có đạo đức, đứng đắn và khôn ngoan. Đứng đắn có nghĩa là phù hợp với luật pháp, khôn ngoan thuộc về trí tuệ, đạo đức thuộc về lương tâm. Thì người nào có được đạo đức, rồi khôn ngoan và đứng đắn đó, thì người đó được xem là người sẽ không rơi vào các tình trạng khó xử do sai lầm về phương thức tạo ra tài sản. Trong Kinh Tăng Chi tập 2 trang 69, Đức Phật cho rằng nợ nần đó là khổ đau. Nợ nần dẫn đến mất hạnh phúc. Dầu sống trong nợ nần, Đức Phật vẫn không cho phép đệ tử của Ngài tạo ra các hình thái vật chất và của cải bằng sự phạm pháp. Người dân Việt Nam có quan niệm tương tự là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Nghèo mà cho sạch đó, thì hơi khó rồi, cả nghĩa đen lẫn nửa bóng. Người nghèo đó, thì không có nhà cửa để ở, không có nước nôi để tắm, cho nên đó, cơ thể họ là dơ. Người ăn mặc rách nát thì làm gì có tiền mà mua nước hoa, cho nên cơ thể họ không thể thơm được. Và ở đây đó, nó chỉ còn lại là vấn đề ứng dụng tinh thần thôi. Nghèo cho sạch, rất cho thơm. Sạch và thơm ở đây đó là về đạo đức,
sạch về đạo đức, thơm về đạo đức, sạch về luật pháp, thơm về luật pháp. Cho nên là trong cái nghèo đó, họ không vượt qua lương tâm của mình để làm những điều mà luật pháp không cho phép. Đây là nội dung của kinh Tăng Chi vừa nêu. Đức Phật nêu ra có bốn loại hạnh phúc. Thứ nhất, Atthi Sukha, tức là hạnh phúc do có sở hữu hợp pháp. Atthi là sở hữu. Sở hữu bằng trộm cắp, lừa đảo là phi pháp, cho nên người sở hữu phi pháp không có được an vui. Chúng ta thử lấy một ví dụ, cây nhà lá vườn đó, mình trồng rất là cực khổ, có được trái, mặc dầu trái đất không ngon bằng cái công nghệ trồng trọt, nhưng vì công sức chúng ta bỏ ra nhiều đó, ta cảm thấy nó trân quý đó. Cho nên là sở hữu được cái gì đó mà mang tính hợp pháp, cái đó đó tạo ra niềm vui. Thứ hai là hưởng thụ Bhoga Sukha, tức là mình là thụ hưởng được những tài sản hợp pháp để nuôi bản sống của mình, giúp cho gia đình và làm một số công đức. Thứ ba, lạc vô trái Anana Sukha, tức là hạnh phúc do không bị mắc nợ. Tức là người nào không mắc nợ tự thân là được hạnh phúc. Kẻ bị mắc nợ đó phải nói láo, phải trốn tránh, và thậm chí là phải bỏ xứ mà đi. Người nói láo thì thường có nhiều, xin lỗi, người nợ nần thường có nhiều số điện thoại, và lúc nào mà bị chủ nợ dí quá là cúp điện thoại hết, mở điện thoại mới lên để liên lạc với các mối quan hệ mà mình không có thiếu nợ. Người đó là cái thói quen ứng xử chung người thiếu nợ thường làm. Thứ tư, lạc vô tội Anavacha Sukha, tức là hạnh phúc do mình không vi phạm luật pháp, hay nói cách khác là bản thân của người không vi phạm luật pháp là được hạnh phúc. Như vậy thông qua mô thức bốn loại hạnh phúc, chúng ta có thể suy luận rằng là theo Đức Phật đấy, hạnh phúc thứ ba và thứ tư đó, nó liên hệ tới cái phương thức tạo ra của cải. Tức là của cải hợp pháp thì không dẫn đến tội phạm, và của cải nó hợp với đạo đức đó, thì nó không làm chúng ta phải bị thiếu nợ người khác, không quỵt nợ. Thì đó là hai yếu tố phương thức mà ai sở hữu được đó thì sẽ dẫn đến hai loại hạnh phúc đầu, đó là hạnh phúc có sở hữu và hạnh phúc thụ hưởng được các sở hữu đó. Rất nhiều người giàu nhưng mà không thụ hưởng được cái giàu của mình, bởi vì họ quá buồn xỉn. Về phân tích tạo ra của cải đó, thì bài kinh Chuyển Pháp Luân có thể được ứng dụng dưới góc độ đạo, dưới góc độ kinh tế. Đó là Đức Phật khích lệ một lối đầu tư về của cải trên tinh thần trung đạo, tức là vượt qua hai cực đoan. Cực đoan một đó là hưởng thụ vật chất và xem cái vật chất đó là cứu cánh. Mặc dù có nhiều nơi đó người ta không có xem vào vật chất là cứu cánh, nhưng cái việc thụ hưởng của nó quá mức, nhất là dân Nam Bộ lương bổng được cao hơn dân miền Trung và miền Bắc, nhưng mà lãnh lương ra là vẫn thiếu nợ thì bị ăn xài. Thì đó là một cái cực đoan. Thì cực đoan thứ hai đó là sự nghèo khó cùng tận, thiếu thốn mọi phương tiện cần thiết, cho nên đó, dầu cho có tâm nguyện lớn, chúng ta vẫn không thể làm được những điều chúng ta cần làm. Thế giới ngày nay đã rơi vào hai cái thái cực này. Ví dụ như là thế giới châu Phi, những nước nghèo cùng tận như là Somali đó, đến bây giờ vẫn còn người chết đói, chết khát hàng ngày. Ở Ấn Độ,
một siêu cường quốc đang nổi, mà vẫn còn đó khoảng 400 triệu người nghèo cùng đinh. Bangladesh, Pakistan, Nepal là những người trong khu vực. Tiếp tục là những quốc gia rất là nghèo khó trên thế giới. Do đó, làm gì làm phải tránh hai cái cực đoan: hưởng thụ vật chất và xem đó là của cánh, và thiếu thốn tất cả các vật chất nên là không làm được việc gì. Trong kinh Pháp Cú trang 203, xin lỗi, câu 203 và 204 đó, thì Đức Phật khẳng định rằng là đói khổ đó là một căn bệnh, còn người truy túc là người có tài sản. Như vậy, bản thân của truy túc là một loại tài sản, và đây là tài sản tinh thần. Còn đói là một căn bệnh rõ ràng, là bởi vì người đói đó sẽ bị khổ, người đói sẽ bị đau bao tử, người đói sẽ gặp rất nhiều các hình thức bất hạnh. Tâm trạng của người đói đó là chán nản, tuyệt vọng, thậm chí là trầm cảm. Từ đó nó dẫn đến những tình trạng dối gạt, trộm cắp, phạm pháp, và gây ra rất nhiều các bất ổn xã hội. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật đề cập đến là con người hạnh phúc gồm có 4 yếu tố. Thứ nhất, khỏe mạnh. Thứ hai, không thiếu thốn lương thực. Thứ ba, sống trong môi trường thích hợp. Và thứ tư là có được một tập thể hài hòa, là họ sống trong cái tập thể mà mọi người đó là hợp tác, đồng sự, đồng hành với nhau. Thì những người nào mà đạt được 4 tiêu chí này đó, thì không thể nào bị rơi vào tình trạng đối khác được. Vấn đề 3, các nghề mưu sinh chân chính. Số 1, những nghề nên tránh. Kinh Tăng Chi tập 3 trang 207, Đức Phật gọi các nghề nên tránh là Mitcha Chiva Vanicha, và sát nghĩa là nghề tà vải, tức là những nghề mà nó dẫn đến các hậu quả tiêu cực về phương diện xã hội và luật pháp. Thứ nhất, nghề buôn bán vũ khí. Sát tha là các loại vũ khí. Vanicha đó là kinh doanh, là buôn bán. Ở đây chúng ta phải hiểu rộng hơn, đó là bao gồm công nghệ sản xuất vũ khí, rồi thị trường buôn bán vũ khí. Người tiêu thụ và người bán đó đều phải liên hệ trách nhiệm chung, vì nó dẫn đến sự thương vong và chết chóc số đông. Nghề buôn bán vũ khí là nghề làm giàu nhất trên thế giới. Hoa Kỳ là nước sở hữu vũ khí nhiều nhất, hạng nặng nhất, hiện đại nhất, và làm giàu nhiều nhất bằng việc sở hữu và buôn bán vũ khí. Nga Xô là nước đứng thứ hai. Hiện nay đó, Trung Quốc cũng là người đang cạnh tranh về lĩnh vực này. Và theo dự đoán đó, 30 năm sau đó, thì Trung Quốc sẽ là những nước có thể đi đầu hoặc là ngang bằng được với Hoa Kỳ về lĩnh vực này. Hoa Kỳ là nơi sở hữu bom nguyên tử và hạt nhân nhiều nhất thế giới. Đứng thứ hai là Nga Xô, đạt chưa được 40% tổng số lượng các bom nguyên tử hạt nhân mà Hoa Kỳ có. Thứ hai, buôn bán nô lệ. Sát toa Vanachi Vanicha, nô lệ đây tức là con người, tức là xem con người là một sở hữu tài sản. Trong nền văn hóa của Ấn Độ cổ đại đó, thì chồng được xem là sở hữu chủ của vợ và con.
Do đó cái câu chuyện thái tử tặng con và vợ của mình cho một vị Bà La Môn để thể hiện sự bố thí Ba La Mật là không nên tiếp tục sử dụng là một cái minh họa để nói về bố thí Ba La Mật. Đó là những cái biên tập về sau này tại Ấn Độ, và nó phù hợp với luật pháp Ấn Độ thời đó. Và việc mà phân tích những điều đó cũng như là giới thiệu cái mô thức bố thí mà mình không có bị vướng kẹt gì hết mà liên hệ đến con người đó, là nó trái với cái tinh thần mà Đức Phật chống nô lệ. Thứ ba, nghề buôn bán thịt mâm xa là các loại thịt của thú và gia súc. Ở đây chúng ta có thể hiểu là nghề đồ tể, nghề tăng chân nuôi và buôn bán các thực phẩm mặn. Nó là một cái mắt xích gồm có ba phương diện, chứ không nên hiểu tôi nghĩa đen là bán thịt không. Vì không có chăn nuôi thì không có giết chóc, không có giết chóc thì không có bày bán. Sang Ấn Độ đi tìm các quán mặn rất là khó, mà đi tìm đồ chay ở đâu cũng có. Hay đó là một quốc gia mà cái việc mà buôn bán thịt là rất ít nha, rất ít. Đến các chợ búa, đại đa số có thể nói là 80-90% các chợ búa Ấn Độ là không có thực phẩm mặn. Thứ tư, buôn bán chất say. Matcha đó, có nghĩa đen đó là những chất gây say, được hiểu là rượu, ma túy và nhiều độc tố khác. Cho nên nhiều người nghi ngờ nói rằng là thời xưa Đức Phật không có cấm hút thuốc, thời này hút thuốc được, thì hút thuốc là một chất gây say. Nó nằm ở trong cái nhóm này. Bia thời Đức Phật không có, nhưng mà uống vào say, nó thuộc vào nhóm này. Cho nên á, hiểu đạo Phật mà chỉ dựa vào ghế đen không là trật. Phải hiểu rõ là cái khái niệm đó nó có những nội hàm cùng tính chất, và do vậy những gì được quy định trong nhóm đó chúng ta không nên vi phạm. Thứ năm, buôn bán thuốc độc. Visa đó là thuốc độc, bao gồm là người sản xuất thuốc độc, người buôn bán thuốc độc, người sử dụng thuốc độc, bởi vì nó dẫn đến sự chết người. Rất nhiều người người ta mua thuốc độc để bỏ vào thực phẩm của người khác để gây sự ngộ độc thực phẩm. Thế là ngộ độc bằng các loại hóa chất nguy hại đó có thể dẫn đến chết người và tự tử. Nếu bổ sung thêm danh sách nghề ở trong kinh Trường Bộ, đặc biệt là kinh Thiền Sinh đó, thì nghề buôn bán thân thể cũng bị cấm, tức là lầu xanh đó. Rồi nghề cờ bạc cũng bị cấm, thuộc các cái nhóm nghề không có chân chính. Như vậy theo đạo Phật là chúng ta có danh sách 7 loại nghề: vũ khí, buôn bán nô lệ, đồ tể, chất sai, thuốc độc, cờ bạc và buôn bán cơ thể. Số 2, sự thủ đắc chân chính. Thủ đắc tức là đạt được sở hữu. Chân chính là đề cập đến cái phương cách hợp với luật pháp và hợp với lương tâm. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Phật khích lệ các hình thức thủ đắc và gia tăng tài sản bằng con đường chân chính và hợp pháp. Và ai đi theo mô hình này đó thì rất khó được giàu. Nhưng mà khi được giàu đó là giàu bền vững, giàu mà không phải bị sợ hãi, giàu mà không bị sợ truy tố trước pháp luật. Và dĩ nhiên có nhiều tình huống là chúng ta phải hy sinh cái giàu để sở hữu được một đời sống không có sợ hãi, nghĩa là được hạnh phúc.
Thế nên ta chậm vào một chút xíu, ta ít vào một chút xíu, theo đạo Phật đó, con người sống hạnh phúc bền vững hơn. Trong kinh Đức Phật khẳng định là người nào không hề nghĩ đến việc thủ đắc tài sản thì cũng giống như một người mù không hề nghĩ đến cái việc mà mình nhìn thấy được hình thù và ánh sáng, vì có nghĩ đến cũng không làm được. Do đó là người tại gia đó cần phải nghĩ đến việc thủ đắc tài sản, làm tăng trưởng tài sản như cách mà con người cần thiết phải trau dồi đạo đức và tránh những điều xấu ác. Đó là người được Đức Phật tán thán có đủ hai mắt, tức là con mắt tài sản và con mắt đạo đức. Rất nhiều người có tài sản mà thiếu đạo đức cho nên được xem là bị trộm. Rất nhiều người có đạo đức mà không có tài sản cũng được xem là bị trộm. Cho nên là câu nói là có đức bằng sức mà ăn á, nó chỉ đúng một phần thôi, nó đề cao giá trị của đạo đức. Nhưng có rất nhiều người có đức mà chẳng có được chén cơm manh áo để ăn, chỉ đừng nói mặc sức mà ăn. Có phước thì mặc sức mà ăn. Có đức có nghĩa là sống không trái với luật pháp, không trái với đạo đức. Hàng triệu người trên hành tinh này sống với phong cách như thế nhưng mà họ vẫn nghèo khó, làm gì có mặc sức mà ăn. Cho nên Đức Phật mới dạy, đó là trong việc mưu sinh chân chính bởi các nghề chân chính đó, con người phải có thái độ hài lòng và biết đủ để không có phạm pháp. Và từ đó đó, sở hữu tài sản chúng ta đạt được mới được gọi là chân chính. Những nghề được Đức Phật khuyên nên tránh, thứ nhất là nghề bất lương, bao gồm trộm cắp, gạt gẫm, hối lộ và nhiều cái nghề không được luật pháp cho phép. Nghề bất lương như là trái với lương tâm. Thứ hai là nên tránh biến mình trở thành kẻ nô lệ cho tài sản. Đàn ông thì mê xe hơi, đàn bà đó thì mê nữ trang. Có nhiều ông đàn ông suốt một kiếp người là sử dụng không dưới là 100 chiếc xe hơi, tức là họ chạy theo model đó mà. Cứ có cái model mới là bắt đầu đổi. Cái bao nhiêu tiền dành dụm là gần như là nuôi những chiếc xe hơi. Nhất là ở những nước tiên tiến đó, người ta có phong trào đó mạnh lắm. Nên ở Mỹ đó, cứ vài chục cây số, thậm chí có nhiều nơi vài cây số thôi, chúng ta thấy có một cái tiệm nó bán xe hơi sử dụng rồi, nó để là used cars, những xe để sử dụng. Mà xe sử dụng đi nó vẫn còn mấy tuần thôi, an toàn đảm bảo rất cao. Nhiều khi ta xài mới chưa được năm ta đã bán rồi, ta xài khoảng chừng 50.000 cây số ta bán rồi. Mà lỡ đó đó, nếu ở Việt Nam mình tiếp tục xài đó, có thể xài thêm được 10 năm. Cho nên là ai mà biết cách tiện tặng ở phương Tây đó là giàu lắm. Ví dụ như chiếc xe model mới xuất hiện ha, có thể bán ngoài thị trường là 50.000 đô. Một năm sau người ta chạy 50.000 cây số trở lên đó, thì mình mua còn lại có 7.000 hoặc là 6.000 thôi, nó giảm đi gần 10 lần đó. Và rồi cũng có nhiều người đó quý chiếc xe còn hơn quý bản thân mình, mỗi ngày lau chùi nó, khi mà quang vẹt chút xíu bị chày cái nó khổ ghê gớm lắm. Đăng cái chiếc xe để phục vụ mình mà mình trở thành là kẻ phục vụ nó. Còn nhiều người có chiếc xe đạp thôi mà bị cái tinh thần nô lệ tài sản đó, đi qua chỗ nào sình đó là đi suốt đi bộ, dẫn nó vác nó trên vai. Có thiệt đó, chứ không phải là thế là quý trọng đó. Thay gì đó, cho đó là cái công cụ, bây giờ biến nó thành cứu cánh. Người chị em phụ nữ thì dướng kẹt vào tài sản trang sức phẩm. Có nhiều bà đó là không có tiền mà không thích chê xôm, cho nên mua kim cương dởm, vàng dởm,
đeo cái là bị ăn cướp nó giật. Giật xong á, nó phát hiện ra đồ dởm, nó quay lại nó đánh mấy cái nó già mà còn xí xọ. Thứ tư là nên tránh tình trạng sử dụng của cải như là một phương tiện gây tổn hại và đau khổ cho người. Cái này trong thế giới xã hội đen nhiều lắm, tức là thuê người khác giết người bằng tiền. Tòa soạn Charlie của Pháp ở Paris bị khủng bố, tổng biên tập và 12 nhà báo bị chết. Chủ nghĩa Aquida ở Yemen đó, thuê tên khủng bố để làm cái vụ này đó, với tiền thưởng chỉ có 25.000 đô la thôi, tức là 500 triệu. Mà 25.000 đô la đó thì nó bằng có 5 tháng lương của một kỹ sư, thậm chí là chỉ có khoảng 3 tháng đối với những kỹ sư giỏi. Bao nhiêu tiền đâu? Nếu mà tính theo tỷ lệ tiền lương đó, nó bằng 3 tháng lương Việt Nam thì có bao nhiêu đâu. Ở Việt Nam á có nhiều lĩnh vực đó, tháng lương của người làm đó là 200 triệu 300 triệu. Hiện nay làm phi công của Vietnam Airlines tháng lương trung bình là 200 triệu. Nhưng mà những người bị tinh thần bất ổn á thì họ thích làm những công việc khủng bố, họ hưởng cái tiền đó nhiều khi cũng không quan trọng, nhưng mà họ thích làm như thế, đó là cái niềm vui của họ. Hoặc là kẻ biến thái ở ở Huế đó, là một sinh viên đại học xuất sắc, có nghề nghiệp ổn định, làm trong một khách sạn. Thì trong lúc làm khách sạn đó thì nhân viên là cộng sự, đồng sự đó thì rất quý trọng anh ta. Anh ta rất là lịch sự đàng hoàng vậy đó, nhưng mà có cái bệnh biến thái, tức là cứ ra đường thấy cô nào trẻ đẹp là dùng vật nhọn đâm vào cái bộ phận riêng, dẫn đến cấp cứu và làm cho công an ở thành phố Huế đó là điên đầu vì mười mấy vụ như thế xảy ra. Thế cái vụ cuối cùng anh ta mới bị bắt. Người ta không ngờ được nó là cái bệnh, nó một cái loại tâm thần nhẹ, một cái rối loạn về nhận thức do xem phim hành động. Còn ghét nhau thì chỉ cần thuê đi xử. Thì lúc ở Việt Nam có tiền thuê có nhiêu, chừng 50 triệu thôi là người ta đã làm à cái việc giết người rồi. Và thậm chí chỉ dành nhau có 500 ngàn cũng giết người. Còn trong thế giới của Hồi giáo đó, là lúc giết người á, nó được diễn ra theo cách thức thế này nè. Tức là người ta gieo rất niềm tin sai lầm cho những người làm công việc đó, là giết những kẻ thù của Hồi giáo sẽ được sanh về thiên đường. Và họ chọn ra những kẻ du thủ du thực, tức là không có công ăn nghề nghiệp gì hết đó. Và một số người đó là bệnh ung thư giai đoạn cuối, hay là sida, hay là những cái bệnh mà vài tháng sau họ sẽ chết. Thì họ bơm cho những cái người như thế này nè cái cuồng tính được sanh về thiên đường, và đồng thời họ hỗ trợ 10.000 đô, 15.000 đô, thậm chí có nhiều trường hợp có 5.000 đô, 3.000 đô, 2.000 đô thôi, là họ đã có thể biến cơ thể mình thành quả mìn nè để tự sát. Người ta thấy cái lợi trước mắt mà là rất nguy hiểm. Vấn đề 4, thái độ của đạo Phật đối với sự tiêu dùng. Theo đạo Phật trong kinh Tạng Nguyên Thủy đó, thì sự tiêu dùng thích đáng sẽ làm tăng trưởng hạnh phúc cho người tiêu dùng. Tiêu dùng thích đáng là cái gì cần chi tiêu thì không nên tiết kiệm, cái gì không cần chi tiêu thì một xu cũng không bỏ ra, là không có phí phạm, tức là thích hợp và xứng đáng. Thì có những trường hợp mà khi mình sử dụng một cái dịch vụ gì đó đó, nó có giá trị thật sự đó, chúng ta nói là đáng chén cơm manh áo, đáng đồng tiền. Như là đi nghe Đức là lên đọc ma thuyết pháp mà trả 100 đô là thích đáng. Mà người ta phải mua trước vé khoảng đôi lúc 4 tháng.
chứ mua chậm là không có vé. Những cái buổi thuyết giảng công cộng của Đức Đại Lạt Ma ở Đức và một số nước châu Âu trong 10 năm qua cho thấy điều đó. Người nào bị kích thích và bị dẫn dắt bởi lòng tham mà tiêu thụ đó, thì việc thụ hưởng vật chất đó sẽ dẫn đến nhiều hậu quả tai hại. Vụ án Quyền Như lừa đảo trên 4.000 tỷ đó là một ví dụ. Thế là một nhân viên ở cấp phó phòng thôi mà lừa đảo lớn như thế. Tức là bằng những cái thủ đoạn, là bằng cái kiến thức nghiệp vụ, biết những cái lỗ hổng của hệ thống ngân hàng, cô này đã là tạo cho mình một cái hình ảnh là đại gia tỷ phú, mà toàn là lừa thôi, lấy chỗ này đắp chỗ kia, lấy chỗ kia đắp chỗ nọ, tiêu xài quan phí thôi. Cho nên khi bị bắt thì 4.000 tỷ của Quyền Như không còn nữa, tiêu xài. Và một số đó thì sử dụng vào việc trả nợ thế chấp, tức là lừa đảo mà vay mượn rồi theo cái hứa hẹn là lãi suất cao, nhưng mà làm sao mà có tiền đâu mà chi trả. Cho nên bất cứ chỗ nào mà cho lãi suất cao hơn ngân hàng chúng ta phải dè chừng, vì họ không đủ tư cách để mượn từ ngân hàng, cho nên họ phải lừa, thậm chí là lừa người thân bằng cái việc nhử các lãi suất cao. Và cái rủi ro cho việc đầu tư như thế là rất lớn. Ngay cả các Phật tử thuần thành đi nữa mà tới nói chúng ta hãy góp vốn cho lãi suất cao hơn ngân hàng thì cũng nên tránh xa. Bởi vì hàng trăm vụ như thế đã xảy ra trong cửa chùa rồi. Nhiều trụ trì đang lúc chờ đợi cái thời gian có giấy phép á, đã cho mấy chỗ đó mượn vốn để có được lãi suất cao, mà người đó khỏi phải trả lãi suất cao trong ngân hàng, cả hai cùng được lợi lạc, rồi cuối cùng được đồng bị quỵt. Bởi vì những người như thế ngân hàng ta đã nghiên cứu kỹ rồi, ta biết là cái cách làm ăn như thế, đầu tư như thế là không thể hoàn lại vốn được, cho nên ta không cho vay mượn. Và mình không phải là ngân hàng, không có kiến thức đó, cho nên làm công việc đó chúng ta bị rủi ro. Đối với người xuất gia đó thì thái độ tiêu dùng á, được Đức Phật quy định là càng ít càng tốt. Việc sử dụng ba nhu cầu hay là ba nhu yếu thường nhật là ăn, mặc và ngủ. Ăn á thì ngàn cử, mặc á thì có một bộ thôi, chứ không phải là tam y là một bộ nha, chứ không phải là ba bộ đâu. Cái thượng y đó, tức là cái mà phủ trùm bên ngoài mới là cái y đích thực. Còn ở trung y là cái áo, hạ y là cái khố, cái sà rông á. Còn ngủ á thì mỗi ngày dưới một gốc cây thôi, đó là thời kỳ đầu. Sau này đó, khi định chế tự viện có mặt đó, thì mỗi người ngủ trên một chiếc giường nhỏ hoặc là cái đơn. Mục đích của lối sống giảm thiểu nhu cầu á là tránh tình trạng bám chấp vào thái độ hưởng thụ, từ đó đó đề cao đời sống giản dị thanh cao để có được những tiến bộ tâm linh cao quý và dành thời gian cho việc phụng sự. Đó là mô hình lý tưởng của người xuất gia, là không bị vướng kẹt vào các cái nhu cầu vật chất. Cho nên xã hội đó, người ta thường là tìm cơ hội để phê bình, chỉ trích các tu sĩ nha. Nếu mà mình không khéo đó thì chúng ta sẽ trở thành là điểm hồng tâm của những cái chấm đó. Thời cách đây 30 năm á, một tu sĩ nào mà chạy xe ông đa là ta chửi dữ lắm. Và trước đó nữa đó, ở gần 40 năm á, tu sĩ nào mà sử dụng chiếc xe đạp mới toanh á, người ta cũng chửi nữa. Thì chua gì mà già quá. Nhưng mà tuy nhiên là các tu sĩ không nên dùng cái chữ bằng tân để chỉ cho mình. Đây là một cái khái niệm ngộ nhận.
bằng tăng là tu sĩ nghèo. Mình có bận tâm đến tài sản đâu mà tu sĩ nghèo với giàu. Đó là một cái từ nhục mạ tu sĩ và cái từ làm sai cái chức năng của tu sĩ. Ví dụ như cái việc mà thầy Thanh Cường sở hữu cái chiếc S-Phone 6 đó, nó không là cái gì, cái đó chừng 20 triệu bao nhiêu, nhưng mà giới truyền thông nhiều không? Thì nhiều lắm là cũng chừng 100 triệu chứ bao nhiêu. Cái đó cũng không phải là nhiều. Thực tế mà nói, có ai xa xỉ bằng giáo hoàng? Chiếc xe của ông ấy chạy đó là nó cả tỷ đô la. Nó còn hơn thế. AK mới không lũng. Mỗi khi mà giáo hoàng đi đâu đó là phải sử dụng chiếc xe đó, xe đặc biệt đó. Vấn đề là gì? Là cái cách mà vị thầy này sử dụng cái chiếc S4 để quảng cáo cho một cái cửa hàng. Thực tế thì ông ấy có xài cái chiếc điện thoại đó đâu. Vì ông ấy là chiều Phật tử, Phật tử là chủ cửa hàng, mời ông ra mở hàng. Và ông này thì thay vì ta được tặng thì thôi ta cắt đi, còn khoe. Vì cái đó nó làm cho cái giới báo chí nó lợi dụng, nó đánh Phật giáo. Và nhân sự trong câu chuyện chỉ là một công cụ và là nạn nhân của vụ đánh phá Phật giáo bằng truyền thông đó. Do đó là tu sĩ chúng ta phải hết sức là thận trọng về lời ăn tiếng nói, cách thức giao tế đó. Mình làm tốt đó, chưa chắc người ta đã khen đâu, mà sơ suất một cái nó cũng không có phải sai về luật, luật đề nha. Cái việc đó thầy Thanh Cường chả có gì là sai. Luật đạo thì cũng chưa từng có những cái điều cấm như thế. Nó chỉ là phản cảm thôi, nhưng mà người ta có thể dựa vào đó để tấn công. Thì đó mới cho thấy là cái đạo đức của nghề nghiệp báo chí ngày nay là quá thấp. Còn đối với người tại gia đó, thì Đức Phật cũng kêu gọi là chia tài sản ra làm 4 phần. 25% á chi tiêu cá nhân, 25% á hiếu kính với cha mẹ, 25% á làm từ thiện, và 25% á là để ngân hàng, là tiện tặng để sử dụng về sau. Thì ngày xưa là vì chưa có đóng thuế cho nên 25% Đức Phật khích lệ cho việc từ thiện. Bây giờ đóng thuế là một loại từ thiện mà các nước phương Tây tiên tiến đó. Sử dụng cái tiền đóng thuế đó để tạo ra cái an toàn xã hội bằng các cái trợ cấp của nhà nước, tức là hệ thống an sinh xã hội rất là tốt. Và ai làm đúng theo những quy định vừa nêu á thì có thể nói rằng là rất phù hợp với thái độ tiêu dùng được Đức Phật khích lệ. Điều 5, sự điều độ và hạnh phúc. Nền kinh tế hiện đại đó thì cho rằng là các hoạt động kinh tế nhằm mục đích là để thỏa mãn tối đa những ham muốn của con người, nên là hưởng thụ thôi, ăn mặc ngủ theo việc hưởng thụ. Còn kinh tế Phật giáo đó thì hướng đến cái nhu cầu sử dụng tài sản vật chất hợp pháp để phục vụ hạnh phúc cho con người và xã hội. Và để làm được điều đó đó thì con người phải có thói quen sống điều độ và sống là biết kiềm chế bản thân. Tăng Chi tập 2 trang 249 đó, nó đề cập đến 4 điều mà gia đình nào sở hữu sẽ được hưng thịnh. Thứ nhất, biết tìm lại cái đã mất, tức là giữ gìn được truyền thống văn hóa cao quý của gia tộc, của quốc gia. Thứ hai, biết sửa chữa những cái đã bị hư cũ, tức là biết tiết kiệm mà, không có hoang phí. Cái nào còn xài được thì tiếp tục sử dụng. Bây giờ như nói ở phương Tây đó, người ta cứ chạy theo model ha. Ở Việt Nam mà gọi là model, chứ còn đọc đúng là model ha, model thôi. Tiếng Pháp là model ha. Thứ ba,
là biết tiết chế trong việc ăn xài, tức là mình phải làm chủ được cái nhu cầu ăn xài. Lúc mà còn nghèo á, thực tế là mình phấn đấu để có cơm ăn áo mặc. Người giàu á, người ta biết giữ dáng, nhất là phụ nữ giàu đó, người ta ăn không đến ba cử đâu, và mỗi cử ăn không được một cử đúng nghĩa, chỉ ăn có nửa cử thôi, trong một cử thì họ ăn nửa cử, họ ăn ít thôi để giữ dáng. Cho nên cái việc tiêu xài cho thực tế đó, nó không thật sự cần thiết như người ta đã nghĩ đâu. Người ở tù thì thường sống thọ hơn người không ở tù 10 năm. Tại vì trong tù họ tiêu dùng quá ít thì tuổi thọ được dài. Con heo, con gà, con vịt nếu được nuôi dưỡng theo chế độ kích thức thực phẩm thì chúng sẽ trống lớn, mau già, chết sớm, bệnh tật nhiều. Con người cũng thế, tức là người nào ngủ nhiều, ăn nhiều là chết sớm. Thật sự đấy, người nào ngủ ít, ăn ít, tiêu thụ ít, sống nọ. Bữa nào có làm thử thì biết liền. Bây giờ ai đang đau bao tử nha, nhất là lét bao tử, viêm bao tử, ngưng ăn, chỉ uống nước là bị bớt. Hoặc là nhai gà lứt múa mè, nên nó trở thành giống như nước à, thì cái khả năng phục hồi rất là nhanh. Tại vì nó không có bị gia vị chi phối. Dầu, mỡ, gia vị, những vật khó tiêu là kẻ thù của bao tử. Thứ tư, đặt người đức hạnh vào vai trò chủ chốt. Tức là trong gia đình á, ai có đức, ai có công đó, đặt vào những vai trò quan trọng chứ không phải là vào tuổi tác, thì gia đình đó được xem là gia đình có phúc. Lối sống điều độ có thể được hiểu đó là hài lòng và biết đủ nha. Là sống hài lòng, sống biết đủ, hài lòng với những gì đang có thì không có leo thang trong sự đua đòi. Và đua đòi đó làm cho người ta khổ lắm. Mà người Việt Nam mình ưa sĩ diện, nhiều khi nhà nghèo rất mồng tơi, không có gì hết trơn, nhưng ăn mặc rất bảnh bao. Còn người Trung Quốc thì ngược lại, rất giàu, ở trong nhà toàn là vàng không, nhưng mà bên ngoài thì xòe xò củ rít vậy để không ai dòm ngó. Về hài lòng biết đủ á, thì Đức Phật có đề cập đến bốn nhu yếu. Ăn uống á, chủ yếu là để phòng đối khác và mạng sống được tốt. Mặc á, chủ yếu là bảo vệ cơ thể khỏi sự nóng lạnh rùi mũi. Giường á thì chủ yếu là giản đơn để nằm. Thuốc men á, để tránh đau đớn, đảm bảo sức khỏe và tử thọ, chứ không phải là mục đích để hưởng thụ đó. Công thức điều độ để dẫn đến hạnh phúc theo Đức Phật có thể được đúc kết như sau: hưởng thụ hạnh phúc tối đa với tài sản tối thiểu là người biết sống điều độ và biết sống hạnh phúc. Thì trong cái tối thiểu mà chúng ta hưởng được tối đa. Ngày nay ngành truyền hình nó có khái niệm là truyền hình giá rẻ, không phải là truyền hình dởm nha. Giá rẻ đó là cái tiền đầu tư để tạo ra một sản phẩm truyền hình, chẳng hạn như tin tức hay là kịch bản hay là phim vân vân, không có nhiều nhưng mà cái chất lượng cho người xem là rất cao. Bây giờ truyền hình là kỹ thuật số, nó thay thế cho cái công nghệ analog trước đây, thì những cái máy mà khoảng chừng 3-4 triệu bây giờ nó đã có chức năng kỹ thuật số rồi. Dù nó rất là nhỏ, khi mà quay chúng ta sử dụng về để mà phát sóng ở trên đài, mà kênh đứng đầu hiện nay về kỹ thuật số là An Viên đấy ha, trên toàn quốc đi nữa, nó còn không có thua. Lấy một cái máy 4 triệu và một cái máy gọi là gần một tỷ đồng thì cái công nghệ Full HD nó là giống nhau. Đó là dùng cái công nghệ cao mà giá tiền rẻ để tạo ra một cái sản phẩm truyền hình chất lượng tốt. Vấn đề còn là gì? Đầu tư vào nội dung thôi. Cái góc quay và ánh sáng, phim ảnh nó liên hệ đến góc quay và ánh sáng thôi. Và ánh sáng thì chúng ta chỉ cần có những cái bộ đèn để tạo cái tương phản sáng và tối,
đầu tư cái đó thật tốt thì lên phim rất là đẹp, chứ không phải là đầu tư nhiều tiền. Thì tương tự cũng vậy, cái hạnh phúc của cuộc sống đó, là cái nghệ thuật mà chúng ta trải nghiệm nó như thế nào trong cuộc đời, chứ không phải là có sở hữu tài sản nhiều hay là sở hữu tài sản ít. Phần lớn con người là bị ngộ nhầm vấn đề này: tôi sở hữu tài sản nhiều cho nên tôi được hạnh phúc, còn lâu á. Về vấn đề 6, nghèo khổ và rối loạn xã hội thì chúng ta đọc thêm nha. Tôi kết thúc tại đây. Quyền ở đêm công đứng này hướng về khắp tân càm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành vấn đạo.